Theo báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, trong giai đoạn này có 542 công trình, dự án, nhiệm vụ được thông qua với tổng mức đầu tư trên 9.600 tỷ đồng. Trong đó có 536 dự án, công trình đầu tư công và 6 nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và hỗ trợ các xã phường thực hiện các dự án. Đến nay đã có 380 công trình, dự án đầu tư công đã phê duyệt quyết toán, 50 công trình hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán. Số công trình đang triển khai thực hiện là 76 công trình và 30 công trình đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Trong giai đoạn 2021-2023, phát sinh 41 công trình khởi công mới để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, cần thiết đầu tư. Qua khảo sát thực tế và kiểm tra hồ sơ đối với các dự án công trình, đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố làm rõ một số nội dung liên quan tới việc điều chỉnh tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, quy định thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phân bổ vốn đối với một số dự án, đồng thời ra soát lại báo cáo có giải pháp đối với những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn thời gian tới.